Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Phú Quý Tài Lộc. Quý vị thân mến, theo quan niệm của các chuyên gia về tử vi số mệnh thì tâm sinh tướng, nghĩa là nội tâm của một con người sẽ hình thành nên vẻ bề ngoài của người đó. Một người có tâm hồn trong sáng, bao dung, nhân hậu thì vẻ bề ngoài ắt sẽ như viên ngọc rạng rỡ lung linh, ai nhìn cũng thầm cảm mến. Ngược lại, có người những tâm địa độc ác, ít nhiều sự xấu xa đó cũng sẽ toát lên thông qua gương mặt. Dù có cố gắng che đậy, nhưng người khác chỉ cần tinh ý một chút vẫn dễ dàng nhận ra được. Trong chương trình ngày hôm nay, Phú Quý Tài Lộc sẽ chia sẻ với các bạn những người có nết tướng họa ngầm. Nếu là phụ nữ thì sẽ gây họa từ miệng, gieo rắc thị phi, phá hoại gia đình. Là đàn ông lại trăng hoa ong bướm làm khổ vợ con. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Sách trời đã ghi những tướng người xấu cần tránh xa để tránh hậu họa tướng số tử vi. Những nét tướng xấu dễ gây hậu họa ở người phụ nữ. 1. Tướng phụ nữ dễ bị kích động. Ấn đường hẹp lại có vết sẹo là tướng của người đa nghi. Theo nhân tướng học, nữ giới có mắt đỏ vàng, hàm răng vẩu, lại thêm khóe mắt nhiều nếp nhăn là tướng của người không kiên định, tính tình bất nhất, lòng dạ có phần hẹp hòi, và đặc biệt họ dễ bị kích động. Lấy vợ thuộc nhân tướng này, nam giới nên chuẩn bị tâm lý họ sẽ sớm nắng chiều mưa. Chỉ cần ai đó nói những lời không hay, họ cũng dễ dàng nổi cáu. Cách đối nhân xử thế của người vợ này cũng được liệt vào dạng kém cỏi. Nguyên nhân bởi nhóm người này không có sự kiên định, dễ vì một hai lời gièm pha mà nổi nóng chửi bới, sau có hối hận cũng rất khó mở lời, nên thường làm phật lòng người khác. 2. Tướng phụ nữ xấu từ trong trứng. Lông mày đứt đoạn là một nét tướng vô cùng xấu theo nhân tướng học. Dân gian quan niệm những người có nét tướng này, bất kể nam nữ, đều là người có nội tâm sâu hiểm, khó nắm bắt. Họ là những người có thể vì mục đích của bản thân mà không từ thủ đoạn để hạ bệ người khác. Dáng phụ nữ xấu cũng thường đi kèm với đuôi mắt hình móc câu, được miêu tả giống chiếc móc câu cá vảnh lên, hốc mắt hõm sâu. Nét tướng này tượng trưng cho người thích gây chuyện thị phi, có xu hướng làm các mối quan hệ thêm căng thẳng để thu lợi lộc về mình. Trong chuyện tình cảm, phụ nữ có khuôn mặt này cũng không coi trọng chồng con. Một khi đã hết tình cảm, họ sẵn sàng bỏ qua chữ nghĩa để đối phương khổ sở, còn mình chạy theo cái lợi trước mắt. 3. Tướng phụ nữ luôn cho mình là nhất. Nữ giới có cằm dài, mặt cũng dài theo dáng hình quả lê, thường là người kiêu căng tự phụ. Điểm xấu nhất của nét tướng này chính là lông mày hình chữ V ngược. Các sách bói về nhân tướng cho rằng người mang nét tướng này tuy thông minh, biết tính toán, nhưng vì những đặc điểm này mà họ lại quá cao ngạo về bản thân. Trong đời sống vợ chồng, nữ giới thuộc nhóm này luôn đặt tiêu chuẩn rất cao, thậm chí hay thách thức và coi thường bạn đời. Họ có xu hướng làm mình làm mày và không tiếp thu ý kiến của nửa kia. 4. Tướng phụ nữ phục tùng nhẫn nhịn. Tai mỏng, miệng nhỏ, mắt lại bé tí hí là nét tướng của phụ nữ chỉ biết nhẫn nhịn phục tùng. Lấy vợ có nét tướng này, tuy người chồng có thể thỏa mãn lúc ban đầu vì vợ ít lời, thường hay để chồng quyết định, nhưng về lâu dài, cuộc sống gia đình ắt sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân bởi người vợ có diện mạo này thường không có chính kiến, đôi khi quá ỷ lại thành ra lười biếng. Họ cho rằng công việc gánh vác gia đình là của nam giới và không mấy khi có ý định tham gia vào những việc trọng đại.
Vậy nên khi có chuyện không hay xảy đến, nhóm người này thường theo hai hướng. Một là cam chịu để sự việc tồi tệ thêm thay vì tìm cách giải quyết. Hai là trở thành người hứng chịu nhận lỗi thay. 5. Tướng phụ nữ dễ lật lọng. Phụ nữ có những nét tướng này, nếu mới tiếp xúc, bạn có thể cho rằng đây là mẫu người vợ hiền dâu thảo. Bởi họ có giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp, môi mỏng, tượng trưng cho người khôn khéo, giỏi giang trong việc xã giao, nên dễ được lòng những người xung quanh. Tuy nhiên, những điểm xấu như mũi diều hâu, lông mày đứt đoạn, chán tù và đuôi mắt hình móc câu ngược lại khiến nhân tướng học đánh giá những phụ nữ này là mẫu người lật lọng. Họ có thể vừa cười đã giật mình trở khóc, vừa tình cảm nhẹ nhàng đã có thể quay mặt làm ngơ nếu bạn không còn khiến họ cảm thấy có cảm tình. Lấy vợ thuộc nhóm này, người chồng nên vạch định rõ ràng các kế hoạch trong cuộc sống gia đình, đặc biệt là trong chuyện tài chính chi tiêu. Vì phụ nữ có nét tướng này cũng là người mang xu hướng tiêu xài hoang phí. 6. Tướng phụ nữ ương bướng, thích gì làm nấy. Nếu bẩm sinh, nữ giới đã có tỷ lệ hai mắt chênh lệch, họ được dự đoán là mẫu người ương bướng, cái tôi quá cao. Tỷ lệ chênh lệch càng lớn, càng chứng tỏ họ là người thích gì làm nấy, khó bị khuất phục. Nam nhân có vợ thuộc hình mẫu này nên lưu ý trong đời sống vợ chồng, những người phụ nữ này thường không chịu thua kém, thậm chí còn muốn lấn át chồng. Họ có xu hướng không an phận thủ thường, tề gia nội trợ, mà khao khát được tự do bay bổng theo ý thích của bản thân. Chính vì lẽ đó, nếu người chồng cũng mạnh mẽ và gia trưởng, cuộc hôn nhân rất dễ nảy sinh tranh cãi và mâu thuẫn. 7. Tướng phụ nữ giả tạo. Thoáng nhìn qua, nét tướng này đã khiến người đối diện không có nhiều thiện cảm. Dân gian quan niệm phụ nữ thường xuyên để tóc dài che nửa mặt là nhằm che giấu đi ánh mắt bộc lộ sự bất nhất trong nội tâm. Điểm trùng hợp là nhân tướng học cũng cho rằng người phụ nữ có ánh mắt láo liên, ít khi nhìn thẳng, lại hay lấy tóc che một bên mặt là mẫu người gian trá. Nữ giới thuộc nhóm người này dễ bán đứng các mối quan hệ, gió chiều nào theo chiều ấy, nên khiến người khác phải đề phòng. Trong sinh hoạt, họ cũng có thói quen trước khi nói thường rầu môi, khi nói những điều thiếu trung thực thường hay chun mũi và ánh mắt ít khi nhìn thẳng về phía người giao tiếp. 8. Tướng phụ nữ miệng không cân xứng. Người có kiểu miệng không cân xứng thì hay nói dối. Nếu có thêm đặc điểm là môi trên quá mỏng, không che kín hàm răng, cho thấy đây là người thích gieo rắc thị phi. Ngoài miệng thì ra vẻ nghiêm chỉnh đứng đắn, nhưng trong thâm tâm lại đi bới móc soi mói người khác. Mắt lòng trắng nhiều hơn lòng đen. Trong nhân tướng học, người có kiểu mắt này dã tâm lớn, trực giác nhạy bén nhưng xảo quyệt, bất chấp thủ đoạn để đạt được mục tiêu. Nếu hợp tác với người có nét tướng này, phần thua thiệt luôn thuộc về bạn. 9. Người có vầng trán nhô cao. Khác với những người trán rộng là thông minh và bướng bỉnh, thì những người trán nhô cao hay còn gọi là trán rô thường thuộc tuýp người thù lâu nhớ dai. Tính tình của họ khá là cứng nhắc, lại hay để ý mấy chuyện bé còn con, thích bới lông tìm vết. Kiểu người này khiến người ta chẳng thể yêu thương nổi, vì có khi chẳng may nói họ vài câu thôi là đã đủ khiến họ ghim vào trong lòng rồi. Tất nhiên họ sẽ nhớ và tìm cách trả đũa, chứ không có chuyện
chỉ nhớ cho vui thế đâu nha. Phụ nữ kiểu này khiến người xung quanh chẳng thể nào nói cười cười. Một phút giây vui vẻ khi ở bên cạnh họ cũng không có. Nếu là đồng nghiệp trong công ty thì lúc nào cũng phải thận trọng, không thì thế nào cũng bị ghi thù. Nếu cưới vợ kiểu này, chồng tốt nhất nên an phận, đừng có nói lại. Vì dù bạn có sai hay không thì với họ vẫn phải chịu trách nhiệm tất cả. Theo nhân tướng học, kiểu người thích đâm bì thóc chọc bì gạo này luôn phải sống một cuộc sống đơn độc. Vì nói thật ra chả ai có thể chơi với họ, chấp nhận nổi cái tính đã hay khó chịu còn chấp vặt lung tung. Có một thì suy ra 10, rồi nói những lời khó nghe. Chồng nếu mà không biết điều, sớm muộn gì cũng mỗi người một ngả, vì không thể chịu đựng nổi. Quý vị thân mến, các cụ ta ngày xưa thường có câu trông mặt mà bắt hình dong, quả đúng thật như vậy. Tất nhiên, thoạt nhìn vẻ bề ngoài thì không ai có thể nhận biết lòng người nông sâu, nhưng trong nhân tướng học, khuôn mặt của một người lại chính là khởi điểm để đọc vị tính cách của người ta khá rõ nét. Theo các chuyên gia tướng số, tướng mạo mỗi người luôn có sức ảnh hưởng và chi phối lớn đến chính vận mệnh của họ. Dưới đây là những đặc điểm về tướng mặt biểu hiện cho kiểu đàn ông đào hoa, lăng nhăng và không chung thủy trong tình yêu. Dựa vào đây để chọn cho mình người bạn đời lý tưởng sẽ giúp các cô nàng có được cuộc sống hạnh phúc, viên mãn. Xin mời quý vị cùng tìm hiểu nhé. Phú quý tài lộc sẽ chia sẻ ngay sau đây. 1. Tướng mặt đàn ông đào hoa. Người đàn ông được cho là có tính trăng hoa, thường xuyên trêu hoa ghẹo nguyệt, là người sở hữu các đặc điểm sau trên khuôn mặt: đuôi lông mày nhảy nhót, chóp mũi to và dày, tóc xoăn bẩm sinh, mắt liếc đưa tình và có nốt ruồi mọc trên môi. Nếu nốt ruồi mọc ở khóe mắt nửa trái, cuộc sống hôn nhân sẽ không thuận lợi, quan hệ vợ chồng căng thẳng, rất có khả năng ly hôn. Nếu gian môn, tức vị trí từ hai đuôi mắt kéo sang hai bên, hay còn gọi là cung phu thê, có nếp nhăn thẳng đứng, chứng tỏ người đàn ông đó không chung thủy, kết hôn rồi vẫn dở thói trăng hoa, thậm chí là có bổ nhí bên ngoài. 2. Tướng mặt đàn ông không thể giữ bí mật. Phần lớn những người có răng vầu thường được cho là có tính cách thích đi buôn chuyện, và trong các câu chuyện thích dặm mắm dặm muối làm bóp méo chân tướng sự việc ban đầu. Bên cạnh đó, đàn ông có dái tai nhỏ và nhọn thường không chịu nổi áp lực tâm lý, không giữ được bí mật. Họ có lòng hiếu kỳ rất cao, việc gì cũng muốn hỏi từ đầu tới cuối. Ngoài ra, nếu ánh mắt lại láo liên, nhìn đông ngó tây, chuyển động không lúc nào yên, thì ắt hẳn đây là kẻ hễ có thời cơ là làm bậy, chuyên trêu chọc người khác. Đặc biệt, nam giới có giọng eo éo như phụ nữ thường có tính tình quái gở, lắm mưu nhiều kế, thích bài xích những người có quan điểm trái ngược mình, nói năng chua ngoa, cay nghiệt. 3. Tướng mặt đàn ông thích ăn sẵn. Phụ nữ khi yêu, tốt hơn hết đừng bao giờ chọn yêu người đàn ông có cằm quá nhỏ và nhọn. Bởi trong nhân tướng học có nói, những người này thường không có ý chí, nói năng, làm việc đều không suy nghĩ. Khi xảy ra vấn đề, họ không giữ được bình tĩnh, dễ nổi nóng, chưa suy nghĩ thấu đáo đã vội vàng đưa ra kết luận, từ đó dễ hỏng việc, thậm chí gây ra những tổn thất không thể cứu vãn nổi. Bên cạnh đó, nếu môi dưới quá dày, cuộc sống của họ khá thê thảm, tình cảm, sự nghiệp, các mối quan hệ xã hội của họ đều rất dễ trục trặc. Họ chỉ thích chìm đắm trong những lời mật ngọt của người khác, dễ bị cám dỗ, không phân biệt được đâu là quan tâm thực sự, đâu là quan tâm giả dối. Tuy nhiên, họ lại rất ngoan cố, thích hành động một mình,
bỏ ngoài tai lời khuyên của người khác. 4. Tướng mặt đàn ông cả đời vất vả buồn phiền. Mặt khác, nhân tướng học cũng mách chị em phụ nữ cách nhận biết để tránh gặp phải người đàn ông có số vất vả cả đời, dù chăm chỉ cũng không ngóc đầu lên được. Đó là những người đàn ông có nếp nhăn ở sống mũi, khóe miệng và đuôi mắt. Với những người đàn ông có đặc điểm này, cuộc sống của họ luôn phải bươn chải, dù nỗ lực nhiều tới đâu cũng khó thoát cảnh nghèo, khó có thể khấm khá lên được. Ngoài ra, cơ nhíu lông mày phát triển chứng tỏ họ là người hay suy nghĩ, luôn gặp chuyện buồn phiền. 5. Đàn ông có lông mày quá ngắn, mỏng thưa. Đàn ông có tướng lông mày quá ngắn thì cuộc sống mãi nghèo khổ, vất vả. Lông mày mọc ngược là người đàn ông có tâm địa độc ác, bạo lực, ngang ngược. Lông mày mỏng thưa là xảo quyệt hay nịnh bợ, lèo mép, bị mọi người ghét bỏ, khó tránh lúc cuộc sống đơn độc, nghèo túng. Trường hợp lông mày hình chữ bát, nếu tu nhân tích đức, đi theo chính phái thì sẽ tài giỏi, cuộc sống giàu sang phú quý. Nhưng nếu theo phái ác, làm việc thất đức, sẽ sống cuộc sống cơ hàn, nghèo đói. Ngoài ra, ấn đường, tức vùng da thịt nằm giữa hai lông mày xấu và hãm, có nếp nhăn sâu tựa như nhát chém ngang, thì chủ nhân là người không có thực lực và chẳng bao giờ biết đến sức mạnh quyền lực. 6. Ánh mắt láo liên, chuyển động không ngừng. Không phải tự nhiên mà mắt được xem là cửa sổ của tâm hồn, bởi đây là nơi thể hiện tâm tư, tình cảm cũng như truyền đạt suy nghĩ của bản thân mỗi người. Người có am hiểu về thuật tướng số cho rằng đàn ông có đôi mắt liếc ngang liếc dọc, không nhìn thẳng vào đối phương khi nói chuyện, thường rất lăng nhăng. Chưa kể đến việc khi họ nói chuyện với bạn nhưng lại đưa mắt nhìn về những thứ xung quanh là biểu hiện của việc thiếu tôn trọng đối phương, không nên kết thân. Hầu hết những người sở hữu tướng mắt này thường có vốn ngôn từ phong phú bay bổng, có tài ăn nói, nhất là những lời đường mật làm siêu lòng các cô nàng nhẹ dạ cả tin. Nếu bạn kết hôn với kiểu đàn ông này, cuộc sống hôn nhân đã định sẽ gặp không ít khó khăn và sóng gió vì sự xuất hiện của kẻ thứ ba. Chính thói ong bướm và ham mê cái lạ sẽ khiến anh chàng này có thể bỏ người phụ nữ bên cạnh mình bất cứ lúc nào. 7. Người có mũi nhỏ và gãy. Mũi theo nhân tướng học được coi là nơi cất giữ tiền tài của bản thân mỗi người. Đàn ông có tướng mũi gãy và quá nhỏ so với tổng thể khuôn mặt là biểu hiện của tướng người nóng vội, thiếu nhẫn nại và khó chung thủy trong tình yêu. Trong quá trình tìm hiểu, họ có thể bỏ mặc mối quan hệ đó ở khoảng lưng chừng mà không cho đối phương bất kỳ lý do nào. Đến khi về chung một nhà, đàn ông có tướng mũi này thường có thiên hướng sống ỷ lại vào người bạn đời, cho đến khi cảm thấy đối phương không còn cho mình cảm giác an toàn và vững chắc, anh chàng này sẽ nhanh chóng tìm một người bạn khác để thay thế và đáp ứng nhu cầu quái gở của bản thân. 8. Tướng môi không đều, có nốt ruồi. Đại đa số những người có tướng môi lệch, tức môi trên và môi dưới không đồng đều, thường không đáng tin cậy về lời nói cũng như hành động. Ban đầu họ có thể hứa hẹn đủ điều, song lại không thể thực hiện đúng như lời đã nói. Nếu chọn phải người đàn ông này thì chị em sẽ phải chịu rất nhiều sự bực bội vì thất hứa. Trong trường hợp môi dưới dày và có thêm nốt ruồi thì đó là biểu hiện của kiểu người mang nhiều dục vọng,
tham lam không có điểm dừng. Đàn ông có tướng môi này luôn cảm thấy không đủ với những gì đang sở hữu, có xu hướng bắt cá hai tay, sẵn sàng phá hoại hạnh phúc của gia đình, của chính mình, của người khác. Trên đây là những nét tướng mạo rất xấu ở cả nam và nữ giới. Tuy nhiên, bạn không nên áp dụng hoàn toàn những điều này vào bất cứ một mối quan hệ nào, bởi mỗi người đều có thể thay đổi vận trình tình duyên của mình bằng sự chân thành và dốc lòng dốc sức, vun vén tình cảm hai người. Biết đâu chính bạn sẽ cảm hóa được tâm hồn và trái tim của đối phương đấy. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Đừng quên đăng ký kênh YouTube của Phú Quý Tài Lộc, nhấp vào biểu tượng chuông để nhận thông báo và đón xem chương trình mỗi ngày. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại!